cái này mới là phịt này. Mà khi mà nước đẩy lên, cái nắp này sẽ mở và xoay. Hay, quá đẹp. Ok, hello, chào các bạn nhá. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Alo. Ok, hello, tôi mình cũng phải đưa cho tiêu. Ok, hello, chào các bạn, tôi mình cũng Ok, hello, chào các bạn, mình tên Fedi. Ok, hello, mình tên Tomati Loi. Ok, hello, chào bạn, mình tên Đông Bao Lũ. Ok, chào mừng các bạn đã đến với channel ẩm thực châu Phi và nông nghiệp châu Phi. Thì như là hôm qua là anh em tôi có quay một video là làm vòi ống nước tự động tưới ấy, phun nước mưa, như vừa phun nước mưa ấy mà không thành công. Do là do cái đầu trục, cũng phải là cái áp suất nhỏ đâu nha các bạn. Đầu trục nó không quay và cũng như là không tỏa ra như mưa. Đấy, thì hôm nay là anh Hùng và anh Đông cũng lên thành phố mua được cái trục này này. Đấy. Ok nhá mọi người. Giờ anh em mình cũng đã lên đến thành phố để đi tìm một cái bếp phun nước, phun sương để tưới cho rau nha các bạn. Thì giờ anh em mình cũng rửa tay để vào cửa hàng xà phòng ngày hôm qua ấy. À đấy. Nước cũng bao hộ rửa có thể thôi. Rửa vừa thôi không hò tỉnh cả tiền nước ấy. Tiền xà phòng này. Mình rửa này là cũng là một cái là để cho họ đấy nhỉ. Giữ cho mình, giữ cho họ nhỉ. Mình là bệnh lây cho họ cũng đỡ. Mát tận nước thành phố nó khác. Mát hơn nước ở đây. Đây lên thành phố toàn nhà cao tầng này. Các bạn này. Ô tô rất nhiều, mà thành phố tháo ô tô nhiều đi. Xà phòng thì rồi. Hả? Lại tống. Cắt tống đi. Thì xin kinh tì. Đấy, mình cũng rửa tay sạch sẽ mọi người nhá. Mà vào cửa hàng không có rửa tay với khẩu trang người thông cho vào đó. Nhưng mà mình xin tí là mở khẩu trang là mình nói về công việc một tí. Nước của ba hộ rửa có kề. Ok. Thôi, dễ lỏng có đi. Quần được. Đấy đây. Cửa hàng đấy anh em mình sẽ vào tìm cái vòi phun nước. Đấy là bà chủ quản lý cửa hàng. À đây có rất nhiều loại vòi đấy mọi người nhá. Không biết cái nào đây. À, cái này bình, cái này là phun cái cảnh đấy mọi người. À, có cái kia nhìn chung giống có phải không này? À, cái này có lẽ là được ấy, cái này giống Việt Nam đấy mọi người ạ. Có răng cưa này, nước vào đây nó xoay ra đấy này. Đấy là cái này xoay này, nước mạnh này. Đúng không? Đấy, anh em mình cùng sẽ mua 8 cái vòi này mọi người nha. Giá bao nhiêu đây? 19.562. 19.000 là tính là bao nhiêu này? Là 25 đô. Bao nhiêu? 25 đô. 80.000 là 100 đô. 20.000 là 25 đô. Đấy, một vòi này là 25 đô mọi người nha. Lấy xuống xem có đủ 8 cái mấy đông. Lấy xuống cái đi. Anh em mình có hỏi là có bớt không? Nhưng ba chủ này gọi là mình chỉ ngờ là quản lý đấy. Còn bát trao là ông chủ là không ở đây. Đây chọn cái nào chắc chắn luôn đấy. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ thanh toán tiền để về cho sớm thời gian mọi người nha. Đây anh em mình vừa đi ngân hàng về. Đây. 156.000 là một cái này là em mình tính là 25 đô một cái vòi nhá. Cái này là 200 đô. Tất cả này là 200 đô đấy mọi người nhá. Đô 80 đúng không? Một cái này 25 đô là 4 cái là 100 đô, 8 cái là 200 đô. Đấy, 200 đô của 80 cái này mọi người nhá. Anh em mình đầu tư đấy. Chứ hai con bò là không ăn thua đâu. Đấy, hai con bò là để động lực người ta. Có trách nhiệm làm nông nghiệp, trách nhiệm làm ở vườn, làm tất cả mọi việc ở đó. Khi anh em mình lên chỉ dẫn cho người ta có trách nhiệm hơn.
Quả này là anh em mình đầu tư lớn các bạn, hy vọng là thành quả sẽ có. Bây giờ này để anh em mình đi về dưới miền quê xa xôi, anh em mình không chơi tối vâng ấy nhỉ. Cái vòi này mới gọi là đẳng cấp nông nghiệp. Như mấy cái rồi. Đấy, một hai bốn. Cái này nhá. Cái này vì mới là thịt này. Cái này mới là thịt này. Mà khi mà nước đẩy lên cái nắp này sẽ mở và xoay, nước sẽ ra hai phía, một phía này nó như phun, như phun mưa ấy. Phun mưa. Đấy, nước phun mưa. Bây giờ hiện đại thôi. Nhưng mà hôm qua là cái em bán, cái em da đen bán hàng nói là cái trục đầu kia, cái trục mà màu xanh mà hôm qua quay cho các bạn xem ấy, nó không xoay. Ê, em ấy bảo là xoay, xoay mảnh lắm anh ạ. À. Ấy thì anh cũng mới mua. Ấy thì cái đó thì sau tháo là trả nhá, lên trả đổi cái này. Ấy. Hôm nay là cái này em bảo xoáy chứ không biết lắp vào như thế nào. Đúng đấy. Không? Nhưng mà cái nhưng cái có xoáy này. Cái này có lẽ là xoay thôi. Vì ở trong này mình anh nhìn có cái bánh răng này. Nước nó xoay cho bác. Nói chung là dư ra lắp, dư ra lắp. Hy vọng là xoay thôi. Hy vọng là xoay. Tại vì anh em chúng tôi lần đầu mua cái này ở bên này nhá. Tại vì không có ai làm về điện nước cả. Đấy, nhưng mà anh Đông cũng làm điện nước nhưng mà không phải là trường hợp vòi hoa sen như thế này. Đấy. Cái này là không phải chuyên môn của anh. Đấy, không phải chuyên môn. Cái này là anh em mình cũng đi thành phố tìm khắp nơi đây. Chỉ có đi thành phố tìm rồi. Ok, bây giờ là sẽ đi ra lắp tại vì trời mưa rồi, sắp tối rồi. Lên hơi muộn, đi thành phố hơi xa. Cả đi cả về 240 cây. Cái này vậy, vậy tu đu vậy là. Cái này chứ, ta bông. Cái này mà anh em mình lắp vào không được là nào tìm mua đi ổn định. Bên Việt Nam sang các bạn. Mà cái này mà không được nữa phải nhờ gửi Việt Nam sang đấy. Về bên này cũng không có cái đôi Việt Nam không? Không còn cái loại nào nữa đâu. Loại này là nói là ấy hết rồi. Loại này mà không được nữa thì đêm đến nhà em đen bán cửa hàng đó. Đấy, hỏi cho la lẽ. Cho anh Đông vào. Đây, à, tê 20 euro. Từ giờ cái đầu là tê 20 euro. Nước ok nhá. Cái này có họ nào họ làm sẵn rồi nhá các bạn. Nhưng mà anh em mình hôm qua là làm đường ống rồi, thế mình giờ mình chỉ tháo cái đầu ra thôi. Anh em mình lắp là vừa nhá các bạn. Để thử xem nó có quay không này. Để thử xem như thế nào. Hy vọng nó quay. Bây giờ tất cả mọi người ra đây này, chứng kiến này để xem hôm nay nước có xoay đẹp không. Đấy, có hiện đại không? Đẹp boy vẽ. Esi Basaco mo. Angola note. Angola note. Tá bom. Buenero aqui, esse, tá caro. Um esse 20 mili. 20 mili um aqui. É muito dinheiro. Ah, muito caro. Sim. Cái này đắt, cực đắt luôn. Ở Việt Nam không biết chứ... Tính ra tiền là 25 đô. 25 đô, 500, 500, 500 nghìn tiền Việt một cây. Cái này thì anh em tôi sẽ cất nhá, sau sẽ sử dụng. Tại vì thử cái ống to này coi như thế nào nhá. Nhiều bạn cứ bảo là áp lực máy bơm không đủ lực với gì. Nhưng mà không phải. Mình nghĩ là không phải. Anh nghĩ là không phải áp lực vì vì đường bơm của mình gần, không phải áp lực. Mà do là nói chung là bây giờ lắp để cho các bạn xem. Lắp hết tất cả luôn nha các bạn, để bơm một lần luôn. Bây giờ mưa rồi. Su va ta bong đấy. Tay chu và ta bong đấy. Bây giờ đi. Anh muốn phát biểu vài câu không? Fala gom. Hả? Anh nói fala gom. Fala. Chào các bạn. Chào các bạn. Mình tên Victory. Lắp chặt ập được hẳn rồi. Lắp kỹ nó coi hở hở hới nè. Thì mình bỏ cái băng tán này để cho. Hy vọng là nó sẽ tỏa ra đẹp cho người dân ở đây xem. Chứ bây giờ đến đông lắm đây rồi. Mà không được nữa thì chết dở đấy. Quả này không được nữa là mất mặt đi. À? Quả này mà không được nữa là mất mặt đi. Quả này không được nữa là toang. Mất hết uy tín đi. Hy vọng là được thôi. Hiện tại là cameraman là đang đứng rất xa để mà tia cái ống nước
tại vì bây giờ quay gần là không được, nên là mình phải cầm cái mic từ xa nhá. À, dùng hết vũ khí tối tân như thế này mà. Phê xa ung la. Phê xa la ung. Amari ung. À. Victor đi. Mày đi gà gì đâu. À đúng rồi, mở máy nổ lên nha các bạn. Ok, thì bây giờ là sẽ mở máy nổ lên nha các bạn. Để cho nước ra có thể như thế nào nhá. Mình cứ lo là nó cứ lên từng tí một thôi. Đấy, như con nít đái ấy. Một tí cứ giọt. Ừ, gọi lên nha. Hả? Mình phải hy vọng các. Rồi, bây giờ mở lên rồi nha. Mở lên rồi nha các bạn. Để xem như thế nào nhá. Tảnh xa xa đây, nó phụt. Phụt chết đấy. Hay, quá đẹp. Ok rồi nha. Tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó phịt rồi nhá. Quá đẹp rồi. Cái bíp ở bên này nó không như bíp ở Việt Nam. Cái bíp ở Việt Nam mình nó tỏa nó nhiều đường hơn bên này. Đấy. Cái mở thử đường này đấy. Phim Mama ấy. Mama ấy. Hả? Mở bên này luôn đi. Rồi. Quá đẹp. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ướt rồi. Rất là ok rồi đấy. Đấy. Mưa phùn. Ok, quá tuyệt vời rồi. Phun bán kính rất là rộng. Hay, bán kính phun rộng ấy. Các bạn nhìn dưới đất kìa. Các bạn nhìn dưới đất này. Cái này mình có thể phải hạ thấp tỉ nữa. Cũng có, mình cũng đọc bình luận là có bạn vào nói là kiểu là đi ống chéo thì mới đều. Nhưng mà như mình, anh em mình lắp đường ống như này là cái cột nọ nó phụt sang cột bên kia là đều hết. Nhìn đi, đều hết mà. Đấy, nó quay nó đều mà. Vì đi chéo rất là phức tạp. Vì có đường luống rau này của mình nó phức tạp. Có phải hạ thấp tỉ lắm mà hay. Nhưng mà rộng quá thì hạ thấp. Những đều này. Nó đều phún mứa mà. Cái bù su vào. Hay. Hả? À quá. À quá. Cái kia là như cái thằng mứa. À bô, cô mồ. Hả? Tabo. Ba lên đôi nhìn kiểu bất ngờ hay. Rồi nói đắng cái bảy ánh này lại làm được mưa ở đấy hay. Đấy không trời nặng mà làm niềm làm mưa được. Sao nó phun mưa ruộng làm gì ấy? Sao ra là tê? Sao ra là tê? No tê. No tê. Eso no general. Aquí no tê. Só faz fazenda na general, né? Sim. No chefe grande. Você agora também chefe grande. Sim, sim. Muito grande. Muito grande. Sim. Você agora muito grande, chefe. Eu sou no chefe grande, no ministro da defesa. Agora aí, você já é chefe grande. Sim, você é chefe grande. Anh Linh Đô nói là phải chỉ có xếp làm cái nóng trài rồng lớn như mê được ấy, như bộ đội ấy. Anh em nào đấy. Ok rồi đấy. Bây giờ là tuyệt vời rồi. Cô Mò, phỏng vấn tất cả Mori anh đội Minh Gu vào. Bây giờ... Ê xin cô Mò. À bố cô Mò phá là ấy xử. Ê xử bón. Ê xử thật bò. Thật bò. Thật bò. Thật bò. À kì nà tình. Nà tình. Nó cà bì xử. Đấy, bà lên đồ nói là cái này rất là tốt. Ở đây không có ai. Mình tôi chưa nhìn thấy cái bao giờ. Đây, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Có mô? Tá bô. Tá bô? Sao ra là nó tỉnh đấy? Nó tỉnh. Nó tỉnh. Đây thì số Lubango. Số Botungao. Botungao tên ế sủ. Angolano phải dễ ế sủ. Số Botungao. Đấy, chỉ có bên này chỉ có người dân Bồ Đào Nha thôi. Là người ta dùng cái hệ thống nước tự động, chứ còn người Angola là chỉ có sách xô này và cũng như là lấy mồi bơm, lấy vòi bơm ra tưới. Đấy, còn cái này tự động, đấy làm hiện đại 4.0. Tuyệt vời.
Rất vui mặt trời. Đúng không? Quá đẹp này. Thì nó đẩy cái bánh răng nó quay. Đấy, ướt hết luôn nha các bạn. Các bạn nhìn dưới đất này. Nhìn dưới đất này, ướt hết luôn nhá. Nó xoay rất là đều. Tại vì anh em tôi cũng căn rồi. Căn cái độ lực của anh là cái độ lực của nước. Là đã ra 4 khuông rồi này. Một ruộng 12 khuông bên này mà ướt này. Ướt hết luôn. Rất là đều. Yeah. Durante 2 horas isso está tudo molhado. Tudo lá embaixo, eu tenho água tudo. Sim. Não, tipo, aqui não tem, não. Não, tudo igual. É tudo igual. Có một cái thằng kia như kiểu múa ấy. Cái này là xoay nhá. Cái này là xoay nhá. Như kiểu như múa luôn à. Đấy, cứ buổi sáng hoặc là buổi chiều là sẽ mở lên tưới tự động một lần đi tưới mấy tiếng ấy. Một lần này tưới tiếng 2 tiếng vậy thôi. À. Nói chung là cứ ẩm đất là được, đủ độ ẩm là được thôi. Tưới đủ độ ẩm là được. Đủ độ ẩm là được. Nhiều quá không tốt. Cùng không có không bò cái cổng anh em mình sáng dậy sớm, 5 giờ sáng là đi thành phố rồi đấy. Đấy, 5 giờ sáng là đi thành phố đi tìm cái này để mua ấy. Không uống công. Cái này không phải là các bạn nhiều bạn rất là comment rất nhiều, nói là áp lực cái máy hút và máy đẩy ra là nó không đủ. Đấy, nhưng mà không phải. Hôm qua là mình biết là cái đầu không phải là cái này, không phải đầu xoay và cũng như là không phải là đầu phun mưa. Đấy, cái đầu hôm qua anh em mình mua nhầm, là cái đầu nó chỉ có một đường ống ra. Đấy. Nó chỉ vẩy cái mỏ vịt này. Anh trai đội mình ngủ đang còn xem thiết kế. Hay ấy, rất là hay đấy. Làm như thế này đang này quay được ấy. Hả? Ở dưới này cũng có đấy các bạn này. Dưới này này, đây này. Dưới này cũng ướt này. Đấy, nó quay kêu bụp. Hiện đại, mình cũng lần đầu nhìn thực tế đấy. Lần đầu tiên nhìn thực tế nhá. Chứ mình không bao giờ mà nhìn mình toàn nhìn trên video. Đấy. Quên đi, nhìn trên video chứ thực tế mình chưa nhìn cảnh đẹp như thế này. Như kiểu nông nghiệp ở Việt Nam hầu như không phải ở nhà nào cũng nếu mà làm nông nghiệp ở quê em à, không có. Không có làm như thế này mà. Làm nông nghiệp nhiều và cây giống thì người ta làm thế này. Đây. Mùa hè ấy. Có nhà mùa hè tưới phun sương trên mái nữa mà. Ừ. Nắng nhà mái tôn này. Họ phun cho mát. Đây phun đến tận núi bên này. Rộng thật. Đúng rồi. Hàng sang tận đây luôn này. Ừ. Đây, nói chung là hôm nay là lên làm cho bà con ở đây là thành công rồi. Như này là thành công rồi, giống thì chưa gieo. Giống thì chưa rải. Nhưng mà nước là có là ok rồi. Nói chung là mình đã làm cái gì đấy không được thì thôi, được không được cũng phải cố gắng cho được. Nhiều khi đấy. Phải mất lòng tin có người dân. Lòng tin là quan trọng nhất. Đúng các bạn nhìn đất bên này này. Nhìn đất bên này nhá. Đấy, rất là khô. Mà nhìn sang bên này này, nó ướt luôn. Mới có tầm đâu đó là 15 phút chứ mấy. 15 phút. Hay ấy. Cái này xảy cái nước tổ nước quá này, thấy chưa? Nhỏ. Cái này cái bình nước hắn xuống có mới xuống có 10 phân. Này có phun mưa nữa. Xoay cái này là không tốn, không tốn nước mấy, tại vì như kiểu phun mưa ấy. Phun nó ra từ. Phun mưa. Nhưng mà đứng một hồi cũng ướt đấy. Đứng một hồi cũng ướt đấy. Hay, thành công rồi, ok rồi. Ngày mai làm gì? Thầy gieo à? Mai là làm lưới. Lưới lưới à? Chuẩn bị lưới mới căng cọc chuẩn bị lưới. Lưới gieo. Để gieo hạt đó. Ừ. Vừa chống nắng vừa chống mưa. Đúng không? Đây, cũng nhiều bạn nhắn tin cho anh em của tôi góp ý và cũng như là bình luận. Góp ý thì anh em tôi cũng học rất là nhiều. Các bạn cũng biết rất là nhiều. Đấy, cũng nói chung là chúng ta hãy tạo một cái cộng đồng để mà người này giúp người kia. Đấy, ý thức ý gì nhỉ? Người này giúp người kia như kiểu góp ý ấy, góp ý với nhau là nó trở thành lớn mạnh đấy, như kiểu như thế là kiểu cộng đồng. Thì các bạn cứ comment đấy, thắc mắc gì và cũng như là muốn làm một cái gì đó các bạn thấy tốt là các bạn cứ comment lên để anh em tôi biết và sẽ đi tiếp thu và làm như các bạn nói luôn.
Thì video này là cũng lên lắp cho tất cả mọi người ở đây là thành công rồi. Cái phun mưa đấy, tưới từ đồng 4.5 của châu Phi. Thì video này cũng xin dừng tại đây nha các bạn. Các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh ẩm thực châu Phi và nông nghiệp châu Phi. Chào các bạn. Chào các bạn.